ngày ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lưỡi chân, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam Human Rights for Vietnam Park là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park. Quyết không hề lùi, quyết không hề phản hồi quê hương, ta thà chết chứ không hề lùi.
Kính chào quý vị, anh em chúng tôi, luật sư Đỗ Phủ, anh Tuấn, Trúc Hồ trong chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Ngay giờ phút này thì tại Palm Springs, giới trẻ của chúng ta đã có một cuộc biểu tình để chống ông Tập Cận Bình của Trung Cộng qua thăm ở Palm Springs. Thì trong các ban tổ chức gồm có tuổi trẻ yêu nước hải ngoại, thanh niên cờ vàng, thanh sinh phó đức chính, thanh niên truyền thống Việt, thanh niên sinh viên Lạc Hồng. Và cuộc biểu tình sẽ xảy ra từ 11 giờ Cali cho tới 1 giờ trưa. Khi mà anh em chúng ta đang nói chuyện thì bà con đang biểu tình ở trên Palm Springs. Dạ. Và trong nước thì nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp những người đúng. Bắt đầu chính kiến. Và luật sư Nguyễn Dương Hà theo trên làm báo đó đã nói là họ có nhiều lần gửi đơn tố cáo khẩn cấp đến các vị chính quyền trong Cộng sản Việt Nam và các cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước về việc giam giữ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng mà tới nay vẫn không có hồi âm. Và luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy giúp đỡ gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bằng cách chúng ta tiếp tục lên tiếng với những người đấu tranh lương tâm như là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về chuyện Cộng sản tiếp tục giam cầm những người như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Và đó là những vấn đề ở Việt Nam họ rất cần chúng ta lên tiếng. Đó là chúng ta đang làm, đó là cuộc biểu tình ngày hôm nay. Giới trẻ ta đứng lên để mà đi lên Palm Springs để mà biểu tình chống Trung Cộng. Anh Tuấn nghĩ sao về sự đứng lên của giới trẻ càng ngày càng nhiều hơn? Vâng, đó là có thể nói chung sự hiệp thông thống nhất với dân trong nước hải ngoại đều lên tiếng bất cứ có sự kiện nào xảy ra. Dù là tính cách từ quốc tế tới Trung Quốc nội, tất cả anh em đều phối hợp nhịp nhàng để quý vị thấy rằng ai cũng quan tâm đến hiện tình đất nước. Và trong bất cứ góc cạnh nào chúng ta có thể làm gì được cho đất nước tổ quốc chúng ta thì chúng ta làm. Bằng chứng thiết thực là hôm nay một cái sự xuất hiện của lãnh tụ Cộng sản Trung Cộng cũng được chào đón. Nói chung là bởi cái sự phản đối biểu tình của chúng ta để thể hiện thái độ chúng ta. Nhưng chắc hy vọng lần tới chúng ta có thể phối hợp nhiều hơn với những anh em nước bạn như là Tây Tạng. Họ là cũng một những dân tộc bị gọi đàn áp và bị xâm chiếm trong nhiều năm qua. Vâng, và thưa quý vị cũng biết là tiến sĩ của Huy Hòa Vũ, sau khi những cái thơ mà của luật sư của ông cũng như người gia đình của ông gửi lên chính quyền Cộng sản Việt Nam và họ đã không trả lời, thì ông đã bắt đầu cuộc tuyệt thực. Và tới ngày 4 tháng 6 thì sức khỏe của ông đã lâm vào tình trạng rất là nguy hiểm. Và hôm nay là 7 thì coi như là sức khỏe của ông rất là nguy hiểm về vấn đề mà tình trạng sức khỏe, tại vì ông đã tuyệt thực. Ông tuyên bố với Cộng sản Việt Nam là ông ta sẽ bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bắt giam cầm trái phép tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Và kính thưa quý vị, giới trẻ biểu tình và giới trẻ cũng tự động làm những áo thun như là Trúc Hồ đang mặc. Đây là một giới trẻ đã tự động làm và gửi tới cho Nhân quyền, Hội Nhân quyền cho Việt Nam anh em chúng tôi trên 100 cái. Cảm ơn Thiện Thành đã trở tới cho các anh. Cái áo này quý vị thấy đây là hình ảnh của Phương Nguyên và Nguyên Kha. Và hình ảnh của Phương Nguyên cũng đã được mang lên trong buổi điều trần của Bộ Ngoại giao. Và kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ông Ed Roy đã nói trong buổi điều trần là Hoa Kỳ không thể không hành động hay không lên tiếng trước các vi phạm trầm trọng hàng loạt của Việt Nam, khi mà chỉ trong 6 tuần lễ đầu năm nay Hà Nội đã tống giam hơn 40 các nhà bất đồng chính kiến như Quyên và Kha. Ông Roy nói áp lực Việt Nam phóng thích Quyên và Kha hay những nhà hoạt động tương tự khác không phải là một đòi hỏi quá đáng, vì cái tội mà họ bị trừng phạt chỉ là thực thi nhân quyền, bày tỏ quan điểm ôn hòa của công dân, vốn là những điều mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết tôn trọng với quốc tế. Ông dân biểu Roy còn nói không có gì có thể biện minh được cho hành vi bắt bớ, đánh đập, giam cầm của chính phủ Việt Nam đối với Phương Nguyên và Nguyên Kha để trả đũa cho việc họ đã lại truyền đơn kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Kính thưa quý vị, cá nhân Trúc Hồ đã được gặp ông S rồi cỡ khoảng 45 phút trong phòng nói chuyện riêng trước khi ngày điều trần của bên Bộ Ngoại giao. Và Trúc Hồ đã yêu cầu ông mang hình ảnh của Phương Nguyên lên và trường hợp của Nguyên Kha và Đinh Kha, và ông đã cùng với dân biểu Chris Smith đã nhấn mạnh rất nhiều, và Trúc Hồ cũng như là
bên Ủy ban vận động nhân quyền cho Việt Nam có đã yêu sĩ, cầu bác sĩ Nguyễn Thế Bình dân biểu, yêu cầu bên bộ dân biểu Asoi thành lập một cái delegation, một phái đoàn về để thăm những người tù lương tâm. Đúng như vậy. Và ông dân biểu Asoi sau ngày đó đã lên Bộ Ngoại giao và đã trong cái buổi đó đã nhấn mạnh và kính thưa quý vị, đây là một chuyện mà chúng tôi đã thưa với ông là Phương Nguyên là ai, là một người con gái thật trẻ tuổi, một sinh viên yêu nước. Và trong tất cả các hình mà Trúc Hồ đưa cho ông thì chính ông Asroy là người đã chọn bức hình có cái gương mặt thánh thiện của cô bé Phương Nguyên. Và ông đã ví cô bé Phương Nguyên như là John the Ark của người Pháp. Chúng biết anh Đỗ Phổ, anh Tuấn biết không? Tức là người phụ nữ cũng như chúng ta khởi nghĩa, cũng như là có thể nói là một anh hùng như là vừa Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hoàng Triệu của Việt Nam mình nói là hình ảnh của một nữ anh hùng rất trẻ. Pháp. Đó, đó là chính ông Asroy đã dùng cái danh từ đó khi mà ví dụ của Phương Nguyên với John the Ark. Đây là một cái gọi là ông sẽ chắc chắn là sẽ hành động rất nhiều về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam. Chúc Hồ nghĩ hình như hồi trước có một lần bà dân biểu Sanse cũng đã về và không được cấp visa thì Đỗ Phủ dẫn tưởng nghĩ lần này sĩ Jordan cũng vân vân và những thực sự đó là những cái thái độ như chúng thấy đó, không như có những một số người họ về họ bị điều kiện của phía Cộng sản Việt Nam là không được gặp gỡ chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta phải nói rằng đó là một cái thái độ trong vấn đề là họ quan tâm với những cái hành động hành vi Cộng sản Việt Nam cũng như họ đáp lại cái nguyện vọng của người Việt mà cử tri họ hải ngoại để thăm hỏi quan tâm tình hình Việt Nam. Thành ra những cái chuyện mà anh Trúc Hồ như đề nghị với ông Ed Roy thành lập một cái phái đoàn, cái đó là bác sĩ Nguyễn Thế Bình đề nghị. Bác sĩ Nguyễn Thế Bình bên chúng tôi. Cái chuyện xảy ra là cái chuyện nó sẽ xảy ra là tại vì chúng ta không phải là một tổ chức mà của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà khi mà Human Rights Park đi chung với lại một vị dân biểu thượng nghị sĩ nào đó thì chúng ta trở thành cái delegation của dân biểu thượng nghị sĩ, tức là người ủy nhiệm đó, thì trong trường hợp đó thì Cộng sản Việt Nam họ có thể họ từ chối không cho thật sự cái hồ. Delegation này khi mà bác sĩ Nguyễn Thế Bình và Trúc Hồ đề nghị với lại ông Esro thì nói là ông Esro đứng ra thành lập một cái phái đoàn về, thì trong phái đoàn đó gồm có những dân biểu thượng nghị sĩ và tất cả cộng đồng, những người cộng đồng của Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới, có thể là từ cộng đồng Úc Châu, Châu Âu cũng có thể cùng cái phái đoàn đi về thăm những người tù lương tâm. Nhưng mà vấn đề Trúc Hồ hỏi anh luật sư Đỗ Phủ danh tướng đây là cái chuyện đó có thể xảy ra không, có thể thực hiện được không? Nếu mà ông Estroy ông muốn như vậy, chính quyền Cộng sản có chấp nhận hay không, hay là lại một lần nữa lại từ chối? Vâng, trở lại cái chuyện đó là như hồi nãy mà chúng tôi đang bàn với nhau đó, thì cái delegation này là có thể là các dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ nào đó, họ có thể họ làm một cái buổi đi thăm nhân quyền và họ có thể kéo một số người trong đó là trong cộng đồng chúng ta đi đúng theo vậy, họ là một vậy. Cái phái đoàn. Thì họ bổ nhiệm người đó nằm trong phái đoàn của họ, tức là họ appoint mình trong phái đoàn của họ. Cái vấn đề là trong trường hợp này đó, nếu mà phái đoàn của một dân biểu thượng nghị sĩ thì Cộng sản Việt Nam trước đây đã từng từ chối bà Lota Sanchez. Đúng vậy. Thì không biết là kỳ này đó Cộng sản Việt Nam có từ chối. Nhưng mà không? Lần trước từ chối bà Sanchez với bà dân biểu Sanchez về với tư cách gì, có gì với tư cách là delegation để thăm tù nhân lương tâm. Bà là một public official của nước Mỹ, bà muốn về thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng như người tranh đấu cho Việt Nam. Nhưng mà nên nhớ đây là khi mà phía Cộng sản Việt Nam có những hành sự như vậy sẽ đối với quan hệ ngoại giao nó có những cái ảnh hưởng và tai tiếng. Thành ra đó một sự cân nhắc là Việt Nam ở vào vị thế nào, có những trường hợp chắc chắn họ không muốn rồi, nhưng mà có những trường hợp họ phải làm. Và bà Sáng Giới cũng đã từng về Việt Nam, đã gặp được Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vân vân, nhiều nhà trong nhưng nước. Mà tình thế hiện giờ thì cũng có nhiều cái thay đổi biến chuyển rất là quan trọng ở Biển Đông và cái hợp tác của Biển Đông giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Hà Nội, thì biết đâu chừng là Cộng sản Hà Nội họ phải nhượng bộ nhất và nhất là ông phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ ngay cái buổi điều trần của Bộ Ngoại giao. Anh Daniel, tiến sĩ Daniel B. Tiến sĩ bây giờ đã nói, tôi cam kết sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của hai nhà hoạt động này cũng như thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Uyên và bạn của cô ấy là Kha. Đó, quý vị đã thấy hình ông tiến sĩ. Tất nhiên là những gì mà người Việt Nam của chúng ta đã làm gần 2 năm nay, cố gắng tranh đấu cho những người trong nước đang có những kết quả cụ thể, là chúng ta phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa, đoàn kết nhiều hơn nữa. Và trong một tuần qua là cái ngày tuần qua weekend vừa rồi là anh em chúng tôi, người thì đi DC, người thì ở lại đón tiếp phái đoàn của ông
đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về thăm cộng đồng Việt Nam ở Cali này, và anh Đỗ Phủ và anh Tuấn đã có mặt. Xin anh Phủ, anh Đỗ Tuấn trình bày về những gì mà các anh đã có thể chia sẻ được. Vâng, thì như quý vị biết là ông David Shea khi khép thăm Cuộc Cam chúng ta, thực sự là đúng ra là đến thăm chúng ta kể cả SBTN trong năm ngoái, nhưng mà người vợ của ông bị ung thư, thành ra chuyến đi đó đình hoãn và năm nay mới thực hiện được. Thì và thăm, trước nhất có cái thăm cộng đồng được tổ chức tại Rose Center, gặp cả cộng đồng chung và báo chí. Cùng đi với ông thì có dân biểu liên bang địa hạt 47 Alan Lowenthal, và như quý vị biết là sau đó cũng gặp gỡ buổi ăn trưa riêng với anh em chúng tôi và một số những thành phần hội đoàn lãnh đạo cộng đồng. Hội đồng đoàn rất cộng đồng. Và buổi ăn trưa này chúng tôi thực sự có cơ hội để nói chuyện riêng nhiều hơn, thưa quý vị. Như quý vị biết rằng là một vị đại sứ lại nhưng khi xuất hiện trước công chúng, họ là một nhà ngoại giao, thành ra nhiều từ ngữ và ngôn ngữ ngoại giao xài rất nhiều, và chúng ta cũng hiểu được cái chuyện đó. Thành ra có một số quý vị sẽ thất vọng khi nghe trả lời chung chung. Điều đó không tránh khỏi, tại vì nên nhớ rằng ông đại sứ làm việc hơn 90% ở Việt Nam, chắc chắn sẽ nó có những chuyện không thể nói được thẳng thừng về chính sách của Hoa Kỳ, nhưng mà qua những cuộc tiếp xúc riêng tư chúng ta cũng thể thấy được phần nào những thái độ cũng như cái chính sách hướng đi của người Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như Biển Đông. Và đó là những chuyện rất tiếc là những có những chuyện hỏi thì lẽ nhiên nó cũng nằm trong tính cách là off record. Tất nhiên quý vị, ngay cả ngay của buổi mà chúng tôi gặp riêng với ông Ashroy và ông Chris Smith thì ông Ashroy cũng có nói những cái này đây là off record, tức nghĩa là chúng ta không thể nào nói ra cho thông tin được. Nhưng mà những cái chuyện mà nói như vậy thì cho chúng ta, như anh Tuấn nói, là cho chúng ta một cái niềm vui, bởi vì chúng ta sẽ có thể tin tưởng là lần này Hoa Kỳ sẽ đặt nhà cầm quyền Hà Nội. Nhưng trở có thể lại là CBC. Vui nhỏ nhỏ, dạng như là khi ông thấy tôi cầm cái phone Samsung Note True thì ông hỏi là anh Tuấn có biết ở Việt Nam là Samsung cái này được sản xuất hơn 1/3 tại Việt Nam. Thì chúng thấy những cái chuyện nhỏ như vậy cũng vui. Hoặc là ông bảo là những chuyện này có thể chia sẻ được là từ lúc ông đi làm mấy chục năm trong ngành ngoại giao, kể ở Trung Cộng cũng như là Nhật Bản, Việt Nam, thì kỳ này được tòa đại sứ được một đầu bếp Việt Nam thật là ngon, và có thể nói là ngon nhất từ trong đời của ông từ đó đến giờ. Vâng, ông nói như vậy, đó là sự thật. Ông nói là ông đã ăn nhiều đồ ăn, nhưng mà ăn đồ ăn Việt Nam hay ăn đồ ăn Hoa Kỳ, ăn Mỹ? Đồ ăn, chắc người đầu bếp này là của người Việt mà. Việt Nam mình nấu đủ thứ loại. Vâng, nhưng chắc chắn sẽ nấu là đầu bếp riêng cho ông đó. Thành ra cái đó là chắc chắn là điều mà chúng ta tin, bởi vì Chúc Hồ lúc nào cũng hãnh diện người Việt Nam chúng ta là một trong những người nấu ăn ngon nhất thế giới. Nếu mà nước mắm mà biết pha thì rất là một ghiền. Trong những cái mà chúng tôi một cái chuyện mà anh Phụ có thể chia sẻ được là với ông David Shea là một trong những cái cảm nghĩ mà chúng tôi khi nói chuyện với ông nhiều đó, trong cái buổi nói chuyện đó, thì một trong những cảm nghĩ là theo như cái vấn đề của Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ nhượng bộ, và họ nói rằng là cái vấn đề kinh tế là một trong những cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam rất cần, tại vì kinh tế họ đang rất là lụn bại và cái số tiền đầu tư của các công ty sẽ rất lớn nếu họ mở ra, và cái chìa khóa ở đây là vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Nó giống như là Minh Điện. Đó là những cái câu chuyện mà khi chúng tôi nói chuyện được với ông David Shea, chúng tôi pick up được những cái signal, nó gọi là cái tín hiệu đó, từ phía bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mình có cảm nhận là họ đặt cái vấn đề nhân quyền, tại vì họ muốn đối xử Việt Nam đặt vấn đề nhân quyền giống như là chính sách họ đã thành công ở bên Minh Điện. Đó là một cái mà tôi có cảm nhận được trong cái chuyện mà nói chuyện với ông David Shea. Chuyện thứ nhì nữa đó là trong cái chuyện mà về vấn đề mà nghĩa trang, thì chúng tôi có hỏi chuyện về ông tổng lãnh sự An đó, đã từng đi thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi cũng mang cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ra, nói rằng là đây là một cái nghĩa trang của những người đã hy sinh trong miền Nam. Một đồng minh của Hoa Kỳ. Thế thì Hoa Kỳ có một cái công văn chính thức nào để nói cho Cộng sản Việt Nam biết là cái nghĩa trang đó chúng ta cần phải tu bổ hay không? Thì ông nói là chưa, và bên Bộ Ngoại giao cũng sẽ đang làm chuyện đó. Họ mới gửi cái chuyện đầu tiên là gửi ông Long Bân. Nhưng mà anh em chúng tôi nghĩ cái chuyện đây có thể nói là cũng là ngôn ngữ ngoại giao nữa. Như quý vị biết là một chữ rất xài đến, ông xài đến là reconciliation, tức là chúng ta tạm dịch là hòa giải. Trong cái nghĩa tốt của nó, tức là có những cái xoa dịu vết thương cần phải xoa dịu trước, và những cái bước đi họ đi từng bước cân nhắc trong vấn đề ngoại giao. Thì chuyện ông nói là một bằng chứng là đã làm chuyện đó là có bên phía Bộ Ngoại giao thì có tổng lãnh sự đến thăm. Vậy quý vị thấy đó những bước kế tiếp. Nhưng mà tuy nhiên một việc riêng nữa anh em chúng tôi muốn vận động đây, đối với cũng như Quốc hội cũng như là với Bộ Ngoại giao, để có những công văn chính thức để có thể người Việt chúng ta, những thân nhân có thể về để tu sửa một phần, và cũng như tránh tình trạng cái nơi
gọi là an nghỉ đó của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa có thể bị phá, có thể bị dẹp hoặc có thể bị trưng dụng làm chuyện khác. Thành đó những cái chúng tôi sẽ trong kế hoạch sắp tới chúng tôi làm việc để có thể có những cái nghị quyết hoặc những sự công nhận từ chính phủ Hoa Kỳ. Cái chuyện đó là chuyện cần thiết phải làm, bởi vì kính thưa quý vị, ông Tổng thống Reagan là người đã lấy lại vinh dự cho tất cả những người lính tham chiến tại Hoa Kỳ. Ông đã vinh danh những người tham chiến tại Hoa Kỳ, những người lính đã hy sinh xương máu mình để bảo vệ tự do cho cả thế giới. Bởi vì trong thời đó là thời chiến tranh lạnh giữa Cộng sản và thế giới tự do. Thì khi mà những người lính Hoa Kỳ trở về đất nước thì họ không được đón chào như là những cái thời chiến, như là đệ nhị thế chiến. Nhưng mà ông Tổng thống Reagan đã làm được chuyện đó. Và bây giờ chúng ta muốn chính phủ Hoa Kỳ phải làm chuyện đó với đồng minh của mình là những người Việt, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ tự do cho cả thế giới. Đúng đây là một cái chiến tranh ý thức hệ. Hồi xưa giờ rất nhiều người nói đây là cuộc nội chiến. Đối với Trúc Hồ đây không phải là cuộc nội chiến, mà đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa một miền Bắc chọn một theo chế độ Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản, và miền Nam chọn theo chủ nghĩa tự do. Một bên là Cộng sản, một bên là tự do, cũng như bên Bắc Hàn, Nam Hàn, cũng bên Tây Đức và Đông Đức, Tây Âu và Đông Âu. Đó là một sự ranh giới được chia ra bởi kết quả cuộc đệ nhị thế chiến thứ hai. Cho nên không có lý do gì mà chính phủ Hoa Kỳ không làm một cái nghị quyết như anh Tuấn và anh Phủ nghĩ. Đây là những cái ý kiến rất là hay, ý kiến này của anh Tuấn và anh Phủ. Đó là một cái ý kiến mà chúng ta phải lấy lại vinh dự cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và khi có sự lên tiếng cũng như can thiệp bên phía Hoa Kỳ để rằng việc Cộng sản Việt Nam sẽ không biến nơi đó thành như đã hoang tàn phế bao nhiêu năm, mà chúng ta thấy đau lòng khi đó là người thân của chúng ta, những người đã chết và không được mồ yên mạ đẹp, thì đó là những làm mà chắc chắn cũng có nhiều anh em hội đoàn cũng đã làm, nhưng mà đó là có tính cách như là một phần nào đó, nhưng mà chúng ta ráng đẩy mạnh chuyện này hơn để có sự công nhận. Và tôi nghĩ đây là cái dịp làm để không, họ không có thể, cái lý do gì để biến nơi đó thành một nơi khác. Và đây là một cái dịp tôi nghĩ là rất tốt, tại vì trong hồi đầu năm trước, trong năm trước đó, thì Tổng thống Obama có mời một số người trong quân đội Hoa Kỳ lên nói, và đây là những người hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ và cuộc chiến ở Việt Nam, vinh danh những người chiến sĩ đã hy sinh ở Việt Nam, những người chiến sĩ Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ với cái cách mà đang làm việc và cái thái độ của Hoa Kỳ bây giờ thì rất tốt để chúng ta làm cái chuyện này ở trong lưỡng đảng Hoa Kỳ, đưa cái resolution này. Và chúng tôi sẽ làm việc với một số dân biểu và thượng nghị sĩ, và chắc chắn là sẽ có sự giúp đỡ của bác sĩ Thể Bình trong cái chuyện này bên Human Rights Park, để đưa cái resolution này và nhờ các dân biểu thượng nghị sĩ đưa lên Quốc hội Hoa Kỳ, để chúng ta hy vọng sẽ có một cái nghị quyết được thông qua, và từ đó Bộ Ngoại giao có thể làm việc dễ hơn. Chuyện này rất là quan trọng, thì bởi vì nếu mà chúng ta làm được chuyện đó thì sự thật sẽ trở về với sự thật và lịch sử trả về với lịch sử. Bởi vì khi năm 1975 vào thì bên Cộng sản Bắc Việt Hà Nội đã nhồi sọ tất cả những người miền Nam là những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là ngụy. Chuyện đó là chuyện không đúng sự thật ha. Và đó là chúng ta, nếu mà chúng ta làm được chuyện đó thì giới trẻ, những người sinh ra và lớn lên sau 75, rất nhiều người liên lạc với Trúc Hồ qua Facebook, và họ hãnh diện, họ là con cháu của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng bảo vệ. Vâng, như hồi nãy cái chuyện mà đầu tiên anh Hồ nói rằng khi cuộc chiến là bên miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản và miền Nam là cho tự do, anh Hồ xài chữ rất đúng. Và như người Cộng sản họ luôn luôn, để họ, vì những người trẻ lớn lên hoặc bây giờ họ tranh đấu, họ lớn lên chế độ Cộng sản, bây giờ họ hiểu ra được rằng là lá cờ vàng ba sọc đỏ không phải là biểu tượng cho chính quyền miền Nam như chính quyền ngụy họ được tuyên truyền, mà đó là sự đấu tranh cho tự do. Và chúng ta thấy lá cờ đó đã có từ thời vua Thành Thái rồi, 1880 vâng, nó là biểu hiện tự do nước Việt Nam độc lập thực sự, chứ không phải một lá cờ máu mà đem về nhập vào Việt Nam. Cái đó là sự tuyên truyền sai. Và cái bản án của Phước Nguyên mà nặng cũng một phần dính líu tới cờ vàng ba sọc đỏ, vì em đã dùng những hình ảnh đó là biểu tượng cho sự tự do và lá cờ chính thức của Việt Nam mình, thay vì lá cờ đỏ sao vàng. Bây giờ nói cho công bằng mà nói, một cái lá cờ mà của miền Nam đó là từ thời Thành Thái đã có, ông vua Thành Thái đã có, như là Tuấn đã nói và Trúc Hùng cũng đã đọc nhiều lần những cái bài về những lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta nhìn lá cờ của miền Bắc, tất nhiên là một miền đã chọn theo chủ nghĩa Cộng sản, làm nô lệ cho chủ thuyết Cộng sản. Lá cờ của miền Bắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện giờ không khác gì lá cờ của nước Trung Cộng. Nó là một cái
tôi nhớ là một cái trung đoàn cái tỉnh Hồng Quân của tỉnh Phúc Kiến thì phải. Không đã có gì, không có gì khác đó là một, copy đó là một cái đó. Màu đỏ. Chúng ta phải nhớ là thay vì một cái ngôi sao thì bên Trung Cộng nhiều ngôi sao hơn thôi. Và cái uniform, tức là cái đồng phục của các lá cờ của các nước cộng sản đều là nền đỏ cả. Và cái gì ở giữa cũng là màu vàng, như là cờ đỏ Bố Liềm. À, xong rồi tới cờ Trung Cộng cũng là nền đỏ, xong rồi giữa có màu vàng. Nhưng mà cái đó chúng ta cũng khó nói được. Nhưng mà cái mà cờ Cộng sản Hà Nội và Cộng sản Bắc Kinh giống nhau kinh khủng luôn. Cho nên kính thưa quý vị, chuyện đó là chúng ta đã thấy rõ là cái sự nô lệ ngay cả trong vấn đề cờ nó cũng đã có rồi ha. Và họ, những người đang cầm quyền tại Việt Nam đã nô lệ chủ nghĩa Cộng sản và đi theo Trung Cộng. Nhưng mà chúng ta, những người Việt Nam yêu nước, chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới và ngay cả trong nước, chúng ta phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay sớm nhận ra được đâu là con đường để giúp cho người dân, đâu là con đường để bảo vệ cho người dân Việt Nam. Nếu họ nghĩ ra được từ bỏ chế độ Cộng sản, từ bỏ độc tài, từ bỏ điều 4 hiến pháp, thì đó là một chuyện mà họ nên làm trong giờ phút này. Đây là một cơ hội rất tốt, bởi vì người Mỹ, người Hoa Kỳ, Biển Đông, Trung Cộng đang gọi là làm nhiều chuyện mà tất cả những quốc gia lân cận không thể chấp nhận được. Thì người Hoa Kỳ bắt buộc phải trở lại. Và đây là một cái cơ hội để cho những người như Cộng sản, cầm quyền Cộng sản, họ biết được đâu là con đường đi để dẫn dắt nước Việt Nam của chúng ta tốt đẹp hơn, là chỉ có con đường duy nhất là từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Còn cái đó là cái chuyện mà hy vọng là Cộng sản Việt Nam họ thấy ra như anh Hồ anh mong muốn như vậy, và như chúng ta mong muốn là Cộng sản Việt Nam như là bên Miến Điện họ đã làm chuyện đó và cái vâng, hậu quả như là như bác sĩ Thái Bình cũng chia sẻ, trong những ngày qua bác sĩ Thái Bình cũng tham dự cái buổi họp của những cái think tank, tức là tham dự để thấy họ bên phía Hoa Kỳ cũng đã đặt ra những cái vấn đề Biển Đông, cái vấn đề lưỡi bò của Trung Cộng đã làm cho nhiều nước nhức đầu, và họ thực sự là cái một anh Trung Cộng đã xâm phạm và đã vô hình chung đã lấn qua những sân những chủ quyền của rất nhiều nước trong châu Á. Thành ra đó cái chuyện chúng ta thấy rằng đây là một chuyện quan tâm không riêng gì cho Việt Nam chúng ta mà là cho cả Hoa Kỳ cũng như nước trong khu vực. Và đây cái thời điểm để chúng ta biết thế nào để phối hợp, mỗi người một khả năng trong vấn đề ngành nghề của mình để phối hợp để chúng ta làm việc để đấu tranh chung cho mục đích chung cho người, cho Việt Nam, tổ quốc của chúng ta, thưa quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, thì trong khi anh em chúng tôi ở đây cố gắng để giúp đỡ những người tù lương tâm, thì một trong những người tù lương tâm đó là anh Trần Quỳnh Duy Thức. Hiện giờ anh đã ở tù gần từ năm 2009, và ngày 26 tháng 5 vừa rồi, ngày thì anh là 24 tháng 5 vừa rồi, là coi như là cũng được 4-5 năm anh đã ở trong tù, và anh hiện giờ đang bị biệt giam 10 ngày vì sự đối xử khắc nghiệt của những người cầm tù. Kính thưa quý vị, các anh bị biệt giam không có lý do gì chính đáng cả, và gia đình đã cố gắng để mà gặp gỡ anh và được đi gọi là khiếu nại, thì được trả lời là bởi vì một trong những người tù có một cái điện thoại di động mà không biết xài sửa, cho nên nhờ anh Trần Quỳnh Duy Thức sửa, mà cái lý do đó thôi mà chưa kịp sửa nó thì đã bị biệt giam 10 ngày. Và anh Trần Quỳnh Duy Thức trong tù cũng đã đọc 4 câu thơ mà để chúng ta phải suy nghĩ. Đó là: trốn tù đầy ngày cũng như đêm, màn tâm tối đêm cũng như ngày. Bão tố mưa giông sóng dữ thác ghềnh, không ngăn được bước đi về phía trước. Và trước khi chia tay với gia đình thân nhân thăm anh thì anh cứ nói là cứ ước nguyện chính đáng và quyết tâm làm thì điều đó sẽ đến. Kính thưa quý vị, những ước nguyện của chúng ta, những người Việt khắp nơi yêu chuộng công bình, công lý, tự do, ước nguyện đó là ước nguyện chính đáng. Chắc chắn con đường mà chúng ta muốn chắc chắn sẽ đến. Và cái trường hợp anh điển hình, anh Trần Quỳnh Duy Thức là một khuôn mặt sáng, một nhà kinh tế già trẻ, đã có khả năng thời là doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, mình đúng có vậy. Công ty lớn. Bây giờ anh nằm tù, nghĩa là gì? Đó, chúng tôi thấy rằng một nhân tài như vậy đúng ra phải được đem ra để xây dựng đất nước, thì anh đã bị cầm tù. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đấu tranh cho những người như vậy, mong rằng những người như vậy không bị nằm trong tù mà đem tài của mình ra giúp cho đất nước. Đó là những cái chúng ta làm rất là hoàn toàn con đường đi chúng ta, tất cả chúng ta đi làm điều đúng. Con đường chính đáng. Vâng, và đó chúng ta không khoan nói tới vấn đề quan điểm, vấn đề đó những họ làm đó là những người tốt, và chúng ta phải giúp đỡ họ bằng mọi cách, thưa quý vị.
mà anh vâng, đó là những cái chuyện mà anh em chúng tôi đang làm và sẽ làm trong những ngày sắp tới với Ủy ban Vận động Chính trị Nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi Nam Trung Bắc chúc hồ anh Tuấn Đỗ Phủ sẽ theo lời cô giáo già dạy, đứng thẳng, bước vững chắc để một ngày nào rất gần đây, người Việt Nam của chúng ta được sống trong công bình, công lý và tự do. Đây một chiều khơi ấp cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lên trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Ủy ban Vận động Chính trị về Nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park.